Những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, các cấp chính quyền đã và đang chú trọng quy hoạch, phát triển hệ thống công viên cây xanh đô thị đảm bảo môi trường sinh thái. Tiểu công viên Nguyễn Thăng Bình rộng 8.000 m², thuộc khu vực tổ 24-25 phường Bắc Cường. Đây là một trong ba tiểu công viên trên địa bàn phường được xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân và các đơn vị doanh nghiệp. Công viên này được đánh giá cao về không gian, thiết kế xây dựng, đặc biệt là hệ thống cảnh quan, cây xanh trong tiểu công viên. Đô thị văn minh hiện đại thì là cái việc xây dựng tiểu công viên là cần thiết. Để tiểu công viên Nguyễn Thăng Bình được xây dựng thì đã tạo ra một cảnh quan cho khu dân cư, đồng thời là có chỗ để cho các cháu và vui chơi và người lớn thì luyện tập thể thao. Cái việc công viên này từ ngày có cái công viên Nguyễn Thăng Bình là nhân dân rất phấn khởi và thấy là rất là có ích. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 1, việc xây dựng các khu công viên cây xanh là đòi hỏi tất yếu. Nó được ví như lá phổi của đô thị. Thành phố yêu cầu các xã phường mỗi năm trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh. Đối với những phường không có quỹ đất trồng cây, nghiên cứu tận dụng trồng cây xanh trong trụ sở, nhà văn hóa, đất công cộng. Chủ yếu bây giờ là không có cái tuyến nào là chưa có cây xanh cả, mà là cải tạo thôi, tức là thay thế những cây cong queo sâu vẹo và những cây nó chưa phù hợp với lại một số cây bằng. Thì tiếp tục có những cái thì là nhà nước sẽ đầu tư và có những cái thì sẽ vận động nhân dân sẽ hoa chung tay thì nhân dân cũng rất đồng tình ủng hộ thì chúng tôi cũng vẫn tiến hành. Thực hiện chỉ thị 03 ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy Lào Cai, kế hoạch số 274 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Các xã phường trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch xây dựng tiểu công viên cây xanh. Phấn đấu, mỗi địa phương có từ 2 đến 3 tiểu công viên. Cùng với đó là nâng cấp hạ tầng cây xanh với những loại cây đẹp, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, tạo cảnh quan và bóng mát cho các tuyến đường. Đối với các xã thì tập trung cho trồng rừng, phát triển trồng rừng để tạo cái xanh che phủ rừng. Đấy cũng là một tiêu chí về cây xanh. Còn đối với đô thị thì các khu vực công cộng, không gian công cộng, các công viên, tiểu công viên thì sẽ đẩy mạnh cái việc là trồng cây để tạo ra một là không gian để thể dục thể thao kết hợp với cây xanh và cũng như đậu đỗ xe. Với phương châm xây dựng đô thị mang đặc trưng thành phố trong rừng, rừng trong thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục mở rộng không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành cho người dân, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.